Make là một động từ khá hay và được sử dụng rất phổ biến, và cách dùng của nó cũng rất đặc biệt. Chúng ta sẽ rất hay bắt gặp make ở dạng cấu trúc như sau: make cộng tân ngữ cộng động từ nguyên thể không tu. Ví dụ, anh ấy làm tôi cười. He makes me laugh. Chúng ta sẽ không nói he makes me to laugh hay he makes me laughing. Lưu ý, cái động từ nguyên thể này phải đứng ngay đằng sau tân ngữ. Ví dụ như I can't make the TV work. Tôi không thể làm cho cái TV hoạt động được. Chúng ta sẽ không nói là I can't make work TV. Các bạn cũng cần phải lưu ý rằng nếu như trong bị động thì chúng ta lại phải khác đi một chút. Chúng ta phải dùng infinitive, tức là cái nguyên thể là phải có to chứ không phải là dạng không to. Ví dụ, she was made to clean the house. Cô ấy bị yêu cầu phải lau nhà.